Trong hai ngày 24 và 25 tháng 5, Tổ giám sát số 2, Đoàn giám sát thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên do đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, đã giám sát quá trình sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất để thực hiện dự án tại huyện Văn Lâm, Sở Công Thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Huyện Văn Lâm còn gần 1.000 ha đất lúa chưa thực hiện được việc chuyển đổi mục đích sử dụng theo chỉ tiêu được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Nguyên nhân chủ yếu là do các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng như chưa thực hiện tồn thửa đổi ruộng xong, người dân chưa đồng thuận về mức giá chuyển nhượng, một số chủ đầu tư chưa tích cực triển khai dự án. Đoàn giám sát đề nghị huyện Văn Lâm cần đẩy nhanh việc thu hồi đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt. Với các dự án chuyển tiếp quá 3 năm, cần làm rõ những dự án do chủ đầu tư cố tình chậm triển khai để kiến nghị thu hồi. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh bổ sung các thông tin, số liệu hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của đoàn. Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đẩy nhanh giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan để hỗ trợ các chủ đầu tư, hạ tầng các khu công nghiệp tháo dỡ khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ và thủ tục bàn giao đất.